Hi chơi, chào mừng anh đã quay trở lại cái ca tiêm. Trong video này mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mình đặt mua trên Tiki, Lazada, Shopee. Đó, ba trang nhưng mà có cả vàng luôn anh em ạ. Đấy, mình đặt thử vàng trên mạng xem nó chất lượng nó như thế nào. Vàng 4 số 9, 4 số 6 gì đấy. Rồi anh em xem mà. Mình sẽ mở hộp tất cả những sản phẩm này nhá. Xem có gì hay ho được đó là đi trộn. Rồi đầu tiên anh em vàng đây anh em. Đó vàng để cuối cùng nhá, vàng mình mở rồi để kiểm tra trước khi làm video. Để cho là an tâm. Rồi, sản phẩm thứ hai là đây. Tiki nhá. 59.800. Tiki này thì mình cũng mở rồi. Đấy. Nó là những cái quyển sách truyện mình săn được giá rẻ. Đấy, nói chung thì trên Tiki mình chủ yếu mình mua sách truyện thôi vì giá là quá là ngon luôn. Đấy 59.800 mà được 10 vạn lần xem mạch cái gì. Này chưa bóc siêu luôn. Giá đang bán ở ngoài là 115.000 này. Đấy. Sách hy vọng này, rất là đẹp luôn, thiết kế này. Úi trời. Giá ngoài 89.000 này. Ôi. Đấy, tuổi trẻ hoang dại đấy. Giá ngoài 95.000 đấy. Anh em muốn săn những cái sản phẩm giá rẻ này và trang mua rẻ trên Club mình để link dưới video nhá. Có những thằng này sẽ có những cái sản phẩm giá rẻ 90 đến 99% thì chúng ta mua. Đấy, nói chung là anh em phải nhanh tay cơ, không nhanh tay thì sẽ hết hàng. Đây cái đơn hàng này anh em. Đó, đơn hàng này. Tuổi trẻ hoang dại 19.000 đã hy vọng 17.800 cả 10 vạn lần xem mặt 23.000 tổng 59.800. Đấy, mua một quyển chưa đến 20.000 mà bên ngoài bán hơn 100.000. Gọi là siêu rẻ luôn. Rồi, thứ hai mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm trên Shopee nhiều này. Shopee ba sản phẩm đầu tiên là cái bình nước thể thao shake chạy bộ tập gym. Đấy. Bình nước 16.000 nhá. Thấy chưa? Nước 16.000 thì anh em thấy ở đâu rẻ hơn đâu. Săn được không ạ? Thỉnh thoảng vào trang mua lẻ với Club ấy, anh em sẽ săn được những cái hàng giá rẻ so với bên ngoài. Nhưng mà tùy thôi, có lúc có lúc không. Chúng ta phải vào thường xuyên cơ. Mình thế mới gọi là săn mà. Chứ không thì mua bình thường, mua dễ thì ai phải mua được. Săn nên số lượng nó có hạn. Anh nhanh tay thì sẽ săn được. Nhưng mà mấy cái sản phẩm đồ điện tử hot ấy thì mới khó săn, và những cái đồ này thì săn nó dễ hơn rất là nhiều. Vì số lượng nó cũng nhiều mà, đồ điện tử thì đồ là hot, ví dụ như lò vi sóng 1.000 hay cái gì đấy thì chỉ có số lượng chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi. Nên cái đấy khá là khó săn. Cái đấy thì hồi trước mình săn được mà bây giờ thấy bảo là có nhiều tool ấy. Là có những bạn lập trình ra những cái tool để nó tự động đặt hàng ấy. Đấy thì thôi chịu, mình không cạnh tranh được với những cái bạn đấy. Mình xem săn bằng tay thôi anh em, cần máy mạnh và mạng khỏe chút là săn được thôi. Đấy, nhưng mà phải có link thì mới săn được. Link thì đấy anh em biết vào đâu lấy rồi. Đấy, đây cái hộp nhựa để chúng ta tập thể dục thể thao mà protein. Đấy, chúng ta sẽ pha nước để chúng ta tập gym và chạy bộ gì đấy. Đấy, cái này thì anh em biết để làm gì không? Cái này để cái lò xo này để kiểu như là chúng ta cho cái nước gì, cho đường pha những cái gì đấy thì các bạn để trong lại để lắp vào và các lắc này để nó hòa tan nhanh hơn đấy. Tác dụng của cái lò xo là vậy, hòa tan dễ dàng hơn. Lắp nhựa này, nhìn khá thời trang luôn, đẹp, tầm khá to. Cái này như 600ml thì phải. Đây đúng rồi, 600ml luôn. Đấy, có cả vạch đo lượng nước. Và chỗ này có là để chúng ta cầm không bị trơn trượt, không bị tuột. Về nắp thì ấn vào, ta có thể hai cách cho nước thôi, chúng ta xoáy ra để rót nước vào trong hoặc là rót nước vào trực tiếp vào cái lỗ mồm này. À, chỗ này có cả cái móc này anh em, đấy để chúng ta xách đi treo được này, đấy rất là tiện luôn, ngon, hợp lý. Rồi, nữa thật gì mình sẽ giới thiệu tới anh em tiếp theo, đó là cái đồng hồ nhá. Số tiền không phải 5 đồng vì cái này cũng săn thôi, săn với cả mất 1.000 thì phải, 1.000 tiền vận chuyển và 1.000 đấy thì mình thanh toán bằng Apple nên sẽ ghi là 0 đồng. Nên nói chung là cái đồng hồ này mình sẽ mua với giá là 1.000. Đấy, hộp đây, hộp đỏ luôn. Tưởng bên trong không có đồng hồ, chỉ có hộp không. Chết dở. Đây, trong này chắc chắn là sẽ có pin không? Có pin, à, có pin này. Đấy, có pin dự phòng. Thường giờ mua anh em mua đồng hồ đều có pin hết. Đồng hồ này như đang bán giá 50, đẹp đấy chứ. Vàng này, dây vàng này. Đấy, bọc rất cẩn thận luôn này. Đấy, sẽ chỉ luôn kim các kiểu. Đây, đồng hồ chạy luôn rồi, không có chốt an toàn đây à. Đấy.
một chốt để bảo vệ biên à. Để chạy luôn, biên gì. Ngon, dây cũng kim loại luôn. Nhìn sang. Dây kiểu 500 này. Đó, 50.000 thì thực sự rẻ. Đấy, 50.000 mà săn được 1.000 đấy anh em. Đây cho anh em xem giá luôn. 50.000 này, đấy vận chuyển 30.000 giảm phí vận chuyển 29.800 với cả cái mã này. Giảm 50 còn 1.000 và thanh toán bằng VIP. Đấy nên chỉ mất 1.000 cái đồng hồi nhá. Quá ngon. Tiếp theo là sản phẩm cân điện tử mini 200g. Độ chính xác lên được 0.01g. Thiết kế hình bật lửa bỏ túi số tiền 59.000. 59.000 cái cân thì theo anh em là rẻ đắt. 59.000 cân điện tử mini. Ui nhỏ thế. Rất là nhỏ luôn, đúng kiểu bật lửa luôn ạ. Giá gốc của nó mình không rõ là bao nhiêu. Hình như mấy trăm ấy. Nói chung là rẻ nên mới đặt, mới săn thôi. Của nó là MH200 này. Đó. Rẻ mới săn. Anh em muốn mua sản phẩm này thì mình để link mua dưới video luôn. Đấy, có sách hướng dẫn sử dụng này. Và trông như kiểu bật lửa Zippo này. Đúng kiểu Zippo nhưng mà bên ngoài là nhựa nhá. Vỏ nhựa. Cái hộp đựng này. Bật lửa Zippo nhìn khá là lạ. Đây cân này, cân mini cũng khá lạ luôn. Đấy, chúng ta sẽ có cái nhựa để bọc này. Đấy, cân kiểu cân tiểu ly ấy. Cân tiểu ly mình đã review ở đây. Pin đây, open này. Đấy, pin cúc. Pin C1 máy tính 3.7V, 3V. Mình không thích cái pin này lắm. À, ở đây có cái ghi là 300W, 300W hay là cái gì W, trọng lượng 300. Để đun nguồn anh em. À, có cả dán băng dính ở đây để bảo vệ màn hình ấy. Đấy. Đây em dùng thì bóc ra. Này ngược à? Để như này mới chuẩn. Đây ấn vào như này. Đúng là nhỏ gọn thật, cái này thì tiện lật ngược lại là chữ 1. Trời ơi. Nhà quê vãi chưởng, 300W lật ngược lại chữ 1. Đấy. Để này mà nó đã bắt đầu nó cân này. Dị vãi. Đấy. Quá tải. Để xem cân được cái gì không nhá. Chuyển sang GN là cái gì ạ? Cái này là DWF, DWT, C, OZ, OZT, T, G, G, gram này. Đây, cho mình dùng chế độ gram. Đấy. Để này, ta sẽ cân luôn cái hộp Zippo này nhá. Xem bao nhiêu gram. 2 gram. 2200, à đâu, 22,23. 22g anh em ạ. Thả ra này. Đấy, thả ra mà đang là trọng lượng là 2g. Trọng lượng 2g nó tính cả cái không khí à. Thử cân viên pin này bao nhiêu nhá. 26g anh em. Không biết có chuẩn không? Chịu. Rồi. Thì cứ cho là chuẩn đi. Đấy. Cứ cho là vậy đi. Rồi. Bỏ qua nhá. Nhưng mà khá là vui, nhỏ gọn nhưng mà giá cũng không rẻ đâu. Với cả mình nghĩ là nhiều anh em không có nhu cầu mua cái cân này. Mua về review cho anh em xem thôi. Dùng xong em tắt pin đi, vậy tốn pin. Này này hai lần. Công nhận là nhỏ gọn. Chỗ để đồ để cân. Cân những cái vật nhẹ thôi. Không biết là giới hạn bao nhiêu. Và sản phẩm chính đấy, trong video này đó là vàng. Vàng trên Lazada. Đấy, đây. Vàng 9 số 6, 69 gì đấy. Đây anh em, số tiền là 90.000. 90.000 được cùng vàng trên Lazada này. Bơ kiểm tra đấy, kiểm tra vàng thật nhận hàng đấy. Vàng thật anh em, 90.000 được cục vàng đấy. Mình bây giờ ra tiệm vàng bán khéo được 9 triệu. Kinh doanh có lãi. Hộp đẹp chưa, đựng trong hộp nè, hoành tráng nè, rất là cẩn thận xịn sò. Wow, đẹp phết. Ui, nặng chịch luôn. Đẹp không em? Hình như có vết xước. Có vết xước. Này, hoàn tròn. Những cái chỗ khắc laser này, khắc nổi này. Khắc nổi. Khá tinh tế luôn. Ren Kenji Park gì đấy. Trên này. Đẹp này. Đây, cái này. Để, đằng sau con đại bàng này. Xe nâu thì không có số luôn ạ. Fake ạ, fake mấy đây. Vàng fake mấy. Giờ gì đấy. Mà đẹp thật, nặng nữa. Như thật luôn ấy. Để này để trong két thì trộm không biết. Bê thật luôn. Hí hửng kiểu, hí hửng tưởng vàng thật thì
Đấy, xong mang ra bán đánh sấp mặt lời luôn. Rồi vàng miếng luôn nhá. Ngày anh em biết mấy củ ấy. Nếu mà thật mấy củ ấy, đùa đâu. Thôi đùa chứ mình không biết giá trị thật trọng lượng. À đây có cân đấy. Đấy, cân cho anh em xem cái trọng lượng gram này thì bán được bao nhiêu nhá. 27,6. Nâng lên không biết có chuẩn không. Đây cho anh em xem. Đấy. Đấy, nâng lên thì lại không chuẩn nhá. Để xuống mặt đất để yên ấy thì nó mới chuẩn. 27,6 này. Đây. Đấy, nó có tầm 2, nó nhảy số này, 26 này. Để như này. Đấy, 27,61. 60, đấy chuẩn luôn 27,6. Thì theo anh em đi cái miếng vàng này mấy chục củ nặng phải hết chứ đùa. Rất là đẹp như thật luôn ý. Làm tỉnh thật. Rồi, đó là những cái sản phẩm mình săn được trên cả ba trang là Shopee Tiki nhá. Khá là thú vị. Đấy, vàng sách, đồng hồ, nước, nó rất là rẻ luôn. Vâng, link trang web săn hàng giá rẻ này mình để dưới video nhé, mua rẻ thì có lắc. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Anh cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video, bye bye. Giờ mình đi bán vàng đi anh em ạ. Vàng mới giàu được, làm YouTube nghèo lắm.